Cam nha bà con. Cam, cam là người có bệnh gì mà không ăn được. Mặc dù cam nó rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà những người có bệnh á, không ăn được cam á, đó là những người mà có cái bệnh thận nè, bệnh tiêu hóa nè, bệnh phổi nè, người trên 80 tuổi nha bà con, người trên 80 tuổi, đó, người trên 80 tuổi là đang đau bụng nè, đau ngang thắt lưng nè, đau lưng nè, vừa uống sữa xong nè, và đang còn chướng bụng nè, đó, và những người sau phẫu thuật nha bà con, sau phẫu thuật là hệ tiêu hóa kém, đang uống thuốc kháng sinh là không ăn được cam. Chứ không phải cam tốt là cái gì cũng ăn được đâu nha bà con. Đó, mà cam thật sự nó tốt là bởi vì nó đủ nước, đủ vitamin C. Không nên ăn quá hai trái là hai quả nữa một ngày nha bà con. Đó, mà ăn một ngày thì một người á, chúng ta ăn một lần á là ăn 6 ngày, chúng ta phải nghỉ một ngày. Và người của mà trẻ em á, trẻ em dưới 1 tuổi, bà con ạ, trẻ em dưới 1 tuổi á là không ăn. Dưới 1 tuổi là không ăn. Còn mà trẻ em từ 2 đến 6 tuổi là ăn nửa trái, mà 6 đến 12 tuổi là ăn một trái, 13 tuổi trở lên ăn hai trái. Cho mong rằng là bà con chúng ta hãy cố gắng thực hiện bà con ạ. Cho bà con chúng ta thực hiện vậy là tốt vô cùng nha bà con. Cho nên bà con nhớ, người mà không ăn được cam là người đang bị bệnh thận nè, tiêu hóa nè, bệnh phổi nè, người trên 80 tuổi nè, đau bụng nè, đau ngang thắt lưng, đau lưng, vừa uống rửa xong chướng bụng sau phẫu thuật hệ tiêu hóa và đang uống thuốc kháng sinh, cho nên chúng ta không ăn nha bà con, không ăn. Mong rằng bà con chúng ta thông cảm và cố gắng giữ gìn sức khỏe cho mình, cho gia đình, như vậy là tốt tuyệt vời. Cảm ơn bà con.